Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì em này đang đứng với những cái cây huyết long này. Đây là cô chú anh chị các bạn xem nha. Đó. Đây là một cây mấy hôm trước thì nhà vườn có phân biệt cúc và giáo bằng cái là điều khuyên đó. Nhưng mà bây giờ thì là không thấy cái khuyên ở đâu, không thấy nó rồi. Đây này, tất cả những cái cây này nó đều có củ nha. Đây, cái cây này là hoàn là khoảng độ dao động từ 12 tới 13. Nhưng mà chi tàn là rất là ok. Để cả nhà xem nha. Huyết long nha cả nhà. Chi tàn rất là đều nha. Đó. Quay đây cho cô chú anh chị các bạn xem này. Đây này. Cái phần cũ của nó này, phần cũ này. Đây nha, cái phần cũ này. Chi tàn đẹp nhất lên cho cả nhà coi này. Đây nha, đây cây số 1. Cây số 2 là chi tàn còn đều hơn cây số 1 này cả nhà này. Nhưng cây số 2 thì lá nó già hơn nha. Quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Lá nó già hơn. À, cây đây là nó đỏ cỡ này đây cả nhà này. Cây này chi tàn nó cũng đều này cả nhà này. Cái cây này chi tàn đều nha cả nhà. Đây này, có đế này. Thì cái này hoành là khoảng 12, cây này khoảng 12 thôi chứ không có nhiều rồi cả nhà. Khoảng 12. Đây này, cây này chi tàn cũng rất là đều rồi cả nhà nha. Số cây thôi. Clip để em quay bởi vì là cái giá của cái cây này là cũng hơi cao rồi cả nhà. Đó. Giá của cây này cũng hơi cao, tuy là nó đẹp ạ. Đẹp này. Cây này này, cây này nó khoảng độ 12. Nhà vườn sử dụng các cái loại này này, em chia sẻ luôn các loại thuốc mà nhà vườn đang sử dụng để tưới cho cây này. Thứ nhất này. Spiro này, thuốc trừ sâu này. Đó. Đó là cái thuốc nhà vườn đang sử dụng nha, để cho khách hàng tham khảo này. Đây loại thuốc đây nó là cái gì đây? Cũng nó luôn nè cả nhà. Thuốc đây là rồng xanh này, thuốc trừ sâu rồng xanh này. Đây nha, đây là thuốc gì? Là cơm cát nha, cơm cát kích thích sinh trưởng. Đó là những loại thuốc mà nhà vườn đang sử dụng nha cả nhà. Em chia sẻ luôn đó để cho cả nhà thấy đó. Đây là nhà vườn bỏ đây này để em quay được này. Đó là chính xác luôn nha, không có giấu giếm gì cả nhà nha. Đây em vô lại cái lô này để cho cô chú anh chị các bạn xem. Ai mà còn có thiện chí với cái lô này, bởi vì cái lô này bây giờ nó sẽ lên là em báo là giá 900.000 em bao ship nha. Đó, lô này bây giờ là 900.000 do nhà vườn tăng giá đó cả nhà. Đây này, đây nhầm này. Cái cây này thì khoản nó khoảng độ 13. Tùy cây nha, dao động từ 12 13. Nhưng theo cái con mắt nhìn của em á thì về cơ bản này chi tàn. Cái lô mai này cũng được nha, lô mai này cũng được. Đây, cả nhà xem này. Quay rất là nhiều nha. Em đi nhá, đi từ từ đây. Để cây nào đều thì em dừng lại, cây nào mà em thấy đều thì em dừng lại nha. Để cho khách hàng xem nha. Cây này được này cả nhà này. Cây này được này. Cây này. Cây này được này cả nhà. Được này. Cây này. Mà có một điều là bây giờ em không biết là cúc hay giáo. Khổ vậy. Trước đây nhà vườn là tháo hết cái phen rồi thì bây giờ em không chịu, em không biết được. Còn trước đây còn để cái phen thì em biết. Bây giờ cây đây thì cái cũ được này cả nhà này. Cây đây cũ được nhưng mà chi thì ốm mần bền. Cây đây được cái cũ này. Cũ này cả nhà này. Chi thì ốm mần bền nhưng mà cũ được. Đây cả nhà. Rồi thôi em cũng không quay nhiều cái lô này nữa cả nhà.
một số cây gọi là điểm dạy cho cô chú anh chị các bạn biết thôi. Nếu mà khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em nhé. Thì em cũng chào luôn cái giá 900k để em bao ship được cả nhà cho cái lô mai này nha. Thì em bây giờ cái số này em vô đây nữa là cũng là cái số mà chắc là cũng sẽ không vô nữa đâu cả nhà, bởi vì là khi mà nhà vườn tăng giá thì cái cây cái lô mai này thì em gần như có hôm khách hàng yêu cầu em vô đây em quay lại cho một lần để sẵn em quay để em giới thiệu luôn. Lại khách hàng có thiện chí với cái lô này thì 900k một cây nha, em báo ship rồi. Khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện cho em nha. Số điện thoại của em là 0836013528 nha cả nhà, 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha. Kính chào tạm biệt cả nhà nha. Kính chào tạm biệt cả nhà.